Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Blazing Shabu Shabu, lẩu băng chuyền on you can eat 714-591-5311, 591-5311. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới trong ngày thứ năm hôm nay. Đầu tiên vẫn là thời tiết trong ngày với Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay trời tiếp tục rất là nóng và cái khuyến cáo về heat wave thì vẫn được đưa ra ngày hôm nay cho đến hết ngày mai luôn. Hôm nay ở Westminster với Garden Grove thôi là có thể lên đến 84-85 độ, đi dần về Anaheim, Riverside, rồi San Bernardino là hôm nay có thể lên từ 87 cho đến 90 độ lận. Rất là nóng, mà gió thì cũng bị đứng gió giống ngày hôm qua nữa, cho nên là thấy không có khí nó hầm lắm. Dạ vâng. Phải hết ngày mai đó mới thấy là nhiệt độ có giảm nhẹ nhẹ một chút vào ngày thứ bảy, nhưng mà đến chủ nhật lại lên trở lại, và thứ hai tuần sau lại tiếp tục rất là nóng thôi các bạn. Ráng qua khỏi con trăng này, con trăng nóng. Trong khi đó thị trường tài chính cũng nóng lên nữa, màu xanh rất tốt đẹp sau khi đã tăng cũng không đến nỗi ngày hôm qua gần 100 điểm. Hôm nay lên thêm 61 điểm, giới đầu tư vẫn tự tin vào lợi nhuận của các công ty. Đồng thời chỉ số lạm phát đã giảm hơn so với dự đoán. Tăng có tăng nhưng mà tăng 0.2% thôi, xem như là giảm mạnh so với thời gian trước. Bây giờ Dow Jones 34.409, Nasdaq lên 145 điểm. Hôm nay những công ty về công nghệ Google vân vân, thưa quý vị, lên rất là mạnh. Hầu hết các cổ phiếu ở thung lũng hoa vàng Silicon Valley đều tăng rất mạnh trong ngày hôm nay. Facebook vân vân cũng lên luôn. Nasdaq 14.065, S&P 500 cũng tăng 25 điểm, 4.497. Chắc chắn là đã vượt quá cái đáy rồi. Bây giờ vấn đề chính là trong thời gian tới, cái chuyện mà quỹ dự trữ liên bang tăng phân lời thì giới đầu tư đã chấp nhận. Bây giờ họ chờ đợi để xem tình hình sẽ như thế nào. Công trái phiếu hôm nay tiếp tục giảm, trong mấy ngày qua tiếp tục giảm dưới 4%, hôm nay còn 3.81%. Điều đó cũng có nghĩa là phân lời tái tài trợ và mua nhà cũng giảm chút đỉnh 6.7%. Dầu tiếp tục tăng, thưa quý vị, $1.76.75. Chúng ta thấy mỗi khi mà dầu tăng như thế đó, xăng tăng thì cũng sẽ gây ảnh hưởng đến lạm phát. Đó cũng là điểm mà các kinh tế gia họ đang giám sát và theo dõi. Quỹ dự trữ liên bang cũng theo dõi rất sát. Bởi vì thực phẩm, xăng, dầu gây ảnh hưởng đến lạm phát trực tiếp. Vàng hôm nay tiếp tục tăng 4 đồng 50 xu, 1.966 sen, 1.966 đồng 30 sen một troy ounce. Và thưa quý vị, cảnh sát ở tại Orlando, bang Florida, hiện nay đang bị chỉ trích vì để xảy ra một cái vụ, đó là cảnh sát bắn chết một người thanh niên ở đây, trong khi có thể thấy là anh này anh chỉ ngồi ở trong xe thôi, anh không có làm gì hết. Thì bây giờ phía gia đình đã thuê luật sư, và cái vụ này sẽ bị phía Bộ Tư pháp cho biết là họ đã nhận được thư của luật sư khiếu nại, thì Bộ Tư pháp sẽ xem xét để mà mở một cái cuộc điều tra. Thì đây là chuyện của Derek Diaz, thưa quý vị, xảy ra mới hôm 3 tây tháng 7.
Thì bây giờ theo như hồ sơ từ phía luật sư cho biết đó, là vào khoảng 1-2 giờ sáng ngày hôm đó, anh Diaz này ảnh ngồi ở trong xe, đậu ở một cái parking lot, xe không có nổ máy, thì xung quanh không có giống như cái chuyện gì hết. Tuy nhiên bây giờ thì hình ảnh từ cái body camera của những người cảnh sát cũng như là hồ sơ của phía luật sư cho thấy đó là anh này đang ngồi trong xe như vậy. Thì bây giờ không biết lý do vì sao mà một cái xe cảnh sát có 3 người cảnh sát đó mới từ xa tiến lại gần, và 3 người cảnh sát này tiến vào cái xe của Diaz, thì một người đó đi vào cái ghế cái cửa sổ phía Diaz đang ngồi, và cảnh sát yêu cầu anh này giống như là đưa ID ra thì anh vẫn làm theo vân vân. Thì sau khi mà xem ID thì bây giờ bắt đầu cảnh sát kêu anh này đó là để hai cái tay lên cái vô lăng cho cảnh sát thấy. Thì bất ngờ tự dưng cái tay phải của ảnh đó, bây giờ trong cái video clip có thể thấy rõ ràng là ảnh đưa về phía giống như ở giữa cái xe đó thưa quý vị. Thì thường mấy cái xe cần gạt số hay là ở đó có cái vật gì không biết được, ảnh đưa tay vào đó và rất là nhanh thấy một cái vật gì đó quăng qua khỏi cái cửa xe bên cái phía passenger, nghĩa là ảnh chồm qua đó, ảnh quăng một cái bịch ra ngoài, một cái thứ gì đó. Thì ngay lập tức trước khi mà cái vật đó bay ra ngoài đó, thì một cái người cảnh sát đứng phía sau cái người cảnh sát mà đang chồm vào cửa sổ đó đã nổ súng bắn anh này, bắn đúng một phát thôi. Thì cảnh sát trong video thấy là họ có giống như là làm CPR hồi sức, rồi xe cấp cứu đến, nhưng mà khi mà chở vào trong bệnh viện đó, thì bác sĩ nói là chết rồi, không có cứu được nữa. Thì bây giờ đó, đương nhiên qua cái hình ảnh đó thì bây giờ phía luật sư của gia đình đặt cái câu hỏi cho phía cảnh sát là tại sao anh này đó ảnh ngồi trong xe xung quanh không có chuyện gì hết, tại sao cảnh sát lại tiến đến và muốn kiểm tra ảnh như vậy. Ảnh ngồi trong xe, xe cũng không nổ máy, ảnh cũng không có uống rượu say xỉn gì hết. Thì phía cảnh sát sau khi mà họ đưa cái đoạn video đó ra và họ cũng xác nhận, thứ nhất anh này ảnh không có vũ khí, thứ hai tuy nhiên cái chuyện mà ảnh đã không có đặt tay lên cái vô lăng mà ảnh chồm ảnh quăng cái vật gì ra đó, thì bây giờ report của cảnh sát cái bịch đó là một cái bịch chứa cần sa thôi quý vị. Và phía cảnh sát thì họ giải thích là cái khu vực những cái con đường xung quanh nơi mà Diaz đậu xe đó, Orlando, là thường xuyên xảy ra những cái vụ mà buôn bán cần sa, ma túy, rồi xả súng. Và trong khoảng thời gian gần đây thì cảnh sát Orlando họ đang có một cái giống như là cái chương trình là phải đi dẹp những cái tệ nạn này ở tại Orlando. Thì tối khuya cảnh sát thấy một cái chiếc xe một người thanh niên đậu như vậy, thì họ chỉ muốn đến xem thôi có phải là liên quan gì đến những cái hành vi bất hợp pháp hay không. Thì mà luật ở Hoa Kỳ là khi mà cảnh sát đến và họ hỏi giấy tờ đó thì chúng ta phải đưa, bất chấp chuyện chúng ta là có vi phạm pháp luật hay không, cứ đưa trước đã. Anh này ảnh đưa, nhưng mà sau đó bắt đầu là ảnh không có làm theo cái lời của cảnh sát, và ngay khi mà ảnh đưa cái tay mà ảnh chồm ngay giữa thì tối trời, cho nên cảnh sát không biết được lúc đó là ảnh chồm lấy cái gì, họ sợ là ảnh lấy súng ra cho nên họ đã bắn. Tuy nhiên thì bây giờ cái chuyện này nó đã, phía luật sư đã thưa lên đến Bộ Tư pháp, và ông luật sư Ben Crum này đó thì ông nói là ông muốn cái người cảnh sát mà nổ súng bắn chết Diaz phải ngay lập tức bị sa thải và bị truy tố hình sự. Nhưng mà phía sở cảnh sát Orlando thì họ nói là thứ nhất cái người cảnh sát mà nổ súng đó chỉ mới đang bị đình chỉ chức vụ, có hưởng lương chờ cái cuộc điều tra kết thúc, và bây giờ tất cả tên của những cảnh sát liên quan trong cái chuyện này chưa có được sở cảnh sát công khai ra ngoài. Mexico ngày hôm nay đã vượt qua mặt Trung Quốc để trở thành đối tác thương mại nhập cảng hàng dịch vụ từ Mexico vào Hoa Kỳ lớn nhất. Đây là một cái tin chấn động, và để cho thấy toàn cầu hóa đang chuyển biến rất lớn như thế nào từ thời ông Trump sang đến giờ phút này, sang tới thời Tổng thống Biden. Thưa quý vị, từ thời ông Trump khi mà bắt đầu có những cái cuộc chiến về thương mại, gia tăng thuế, rồi việc chống hàng hóa made in China đó, cho tới khi xảy ra đại dịch, thì hai vấn đề, thứ nhất chính trị và đại dịch, đã gây ảnh hưởng rất lớn.
Và sang tới thời ông Biden nữa, ông vẫn giữ nguyên những cái chính sách chống Trung Quốc. Không những Hoa Kỳ mà thế giới, trong đó châu Âu quan trọng nhất đó, vẫn xem Trung Quốc hiện nay là hiểm họa trong tương lai. Từ nhiều vấn đề mậu dịch cho đến vấn đề chính sách. Chúng tôi mời quý vị theo dõi chi tiết này, một chi tiết rất lớn về mậu dịch toàn cầu ngay sau phần quảng cáo.